Hello tất cả mọi người, mình là Jackie. Và vừa rồi với tiết mục Còn yêu đâu ai rời đi, một sáng tác của anh Nguyễn Hồng Thuận, thì Jackie mong rằng là mình cũng đã thổi được cái hồn mới vào cái bài hát này, để khiến cho các bạn nghe bài hát này sẽ cảm giác như là một cái trải nghiệm buồn hơn so với bản gốc, hoặc là một cái trải nghiệm mới lạ hơn. Và Jackie mong rằng là tất cả các bạn sẽ yêu thích phiên bản này. Và mọi người ơi, mọi người hãy vote cho Jackie và hãy bình chọn cho Jackie thật là nhiều, bằng cách là mọi người hãy share và xem Còn yêu đâu ai rời đi, để Jackie có cơ hội để có thể bước vào vòng trong và có thể thể hiện được nhiều những cái bài cover hay hơn nữa để gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và mong là mọi người đã yêu thích màn trình diễn của Jackie với Còn yêu đâu ai rời đi.